Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta hãy theo chân Ánh Dương đến một khu vui chơi nhỏ bé xinh xắn nhưng mà cực kỳ vui và thú vị luôn nè. Khu vui chơi ở siêu thị Cúp Mát tại Huỳnh Tấn Phát rất là nhỏ nhưng mà đầy đủ tất cả các trò chơi và cực kỳ thích luôn. Ở đây đồ chơi thì mới nè, đẹp nè, xinh nè, đa dạng phong phú, không gian tuy là không được to nhưng mà đồ chơi rất nhiều, rất thoáng. Và các em nhỏ ở đây chơi rất là lịch sự luôn. Ánh Dương đi chơi vô cùng thích thú, không hề sợ sệt vì không gian ở đây nhỏ nhưng mà đồ chơi nhiều nên còn khám phá rất là nhiều luôn, chơi nhiệt tình luôn. Các bạn thấy Ánh Dương vui đùa cùng bố không mà thích lắm luôn á. Lúc đầu á thì chỉ cần chơi với bố một tí xíu, sao là các bạn ở đây á Dương làm quen và tự chơi một mình luôn. Bố mẹ chỉ cần nhìn con chơi thôi, rất là vui luôn. Ở đây á thì là vé vào chỉ có 50k dành cho mọi em bé, nếu mà phụ huynh thì thêm phụ thu thêm 10k nữa thôi. Giá rất là hợp lý và có con chơi thì an toàn. Mình thấy ở đây dịch vụ rất là tốt, có người thu dọn và sắp xếp những đồ chơi của em bé, đem rải rác tùm lum, đem về đúng nơi quy định cho các em chơi nè. Và những cái góc cạnh ở đây thì không có được bao bọc rất là kỹ luôn nên các em chơi rất là an toàn. Các bạn thấy anh nhiều món cậu đơn này, nhí nhà nhí nhố, chơi từ cô này qua cô khác rất là thích luôn. Mà mới đầu chỉ dám chơi cậu tụt bé này thôi, một lúc sau thì mới chơi cậu tụt to. Còn ở đây nè, các bạn thấy hoa quả không, tạo thành một cái gian hàng của siêu thị. Các hoa quả ở đây ý trang nhỏ là hoa quả thật của ngoài đời của mình luôn nên Ánh Dương thích lắm. Còn đây là một căn nhà nhỏ nhỏ dành cho các công chúa nè, vào đây để trang điểm nè, khám bác sĩ. Ánh Dương vào đây rất là thích, vào hả chơi, đợi anh chị bạn chơi xong rồi Ánh Dương vào để chơi nè. Ánh Dương đang đợi đó, trong lúc đợi thì Ánh Dương đi khám phá những cái ô cửa nè, mở ra mở vào, chơi gõ cửa cốc cốc với mẹ nữa. Còn bạn kia thì đang chơi trò trang điểm nè, qua đây Ánh Dương còn khám phá khu gian hàng bếp nữa. Ở đây thì bếp cả bếp rất là hiện đại, có bếp ga, bếp điện luôn, Ánh Dương thích lắm. Nào là rửa rau, rửa chén, nấu ăn, ôi mê quá. Bây giờ thì Ánh Dương được chơi trang điểm rồi, trời ơi, mẹ nói là con mới sơn môi đó mẹ. Bây giờ thì đang xịt nước hoa nè, đang sử dụng những phấn trang điểm. Nhưng mà đồ ở đây là đồ gỗ nên chơi rất là an toàn luôn, rất là sạch. Mẹ cho thấy là rất là thích. Con thì chơi không hề sợ bẩn nè, không hề sợ va chạm những góc cạnh nữa. Góc cạnh ở đây thì nó bo là hết rồi, rất là an toàn, không có nhọn luôn. Ba mẹ yên tâm dắt con nó đi chơi nha. Wow, các bạn thấy Ánh Dương chơi không? Thích lắm. Rồi bây giờ đi siêu thị thôi. Ở đây các bạn chơi còn biết phân vai chơi nè. Ánh Dương mua hàng còn biết trả tiền cho các anh chị nữa đó. Các bạn thấy vui lắm luôn á. Các bạn nhớ dẫn con của mình đến siêu thị Cốt Mát tại Bình Tấn Phát nha. Chơi cùng Ánh Dương vào những dịp cuối tuần nè. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.